Xin chào các bạn, tôi là Lan Vương Kiêu, tôi sống tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ. Tôi là một tác giả, diễn giả quốc tế. Hiện giờ tôi đang ở Atlanta và thời tiết mùa vào mùa đông đang lạnh cống. Đây là đang nhiệt độ gần 36 độ F, tức thì hiện giờ là 30 gần 36 độ F, tức là gần ngang với bằng độ đông đá, rất là lạnh. Tuy nhiên tôi rất là hào hứng bởi vì tôi sắp bay lên máy bay và bay về Việt Nam để gặp các bạn và chia sẻ tại hội nghị The Ultimate Business Summit năm 2018, ngày 28 và ngày 29 tháng 11 tại Hà Nội và ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 tại Sài Gòn. Tại sự kiện 2 ngày này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn khoa học hiện đại nhất để chúng ta hiểu về hành vi của con người, làm sao chúng ta thay đổi để nó tốt đẹp hơn, làm sao chúng ta có thể tạo động lực, ảnh hưởng, truyền lửa, chinh phục và truyền cảm hứng cho người chung quanh, chinh phục và ảnh hưởng người khách hàng và đối tác tiềm năng của mình. Và cùng với tôi có những diễn giả khác, là họ là những diễn giả hàng đầu, chuyên gia về những lĩnh vực như là marketing online, bán hàng trên mạng, chốt hàng, bán hàng trên sân khấu, đầu tư bất động sản và trình bày trước công chúng, rất nhiều diễn giả khác nữa, những cái kỹ năng rất cần thiết để chúng ta thành công, doanh nghiệp thành công trong kỷ nguyên thời 4.0 này. Rất mong gặp lại các bạn vào ngày 28, 29 tháng 11 tại Hà Nội và ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 tại Sài Gòn. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại.